Mình đường tử vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Sửu tháng nhâm thìn năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thìn Lao giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân xỉu, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý mùi đinh mùi ất dậu mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa sáu mọi việc sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao hoang vu sáu mọi việc sao thần cách kỵ về tế tự sao băng tiêu ngọa hãm sáu mọi việc sao hà khôi sáu mọi việc nhất là về khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao huyền vũ kỵ về an táng sao ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng sao tứ thời cô quả kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu trải qua một ngày khá chi lạ yên bình khi bạn đang gặp được ngày của tam hội phù trợ. Với bạn tuổi Tý, bạn nhận được sự ủng hộ của cả tập thể nhờ có sự thông minh và tinh tế khi giải quyết công việc. Ngoài ra, với bạn tuổi Tý còn có khả năng gắn kết tập thể với nhau khiến cho mọi việc tiến triển một cách thuận lợi hơn hẳn so với bình thường. Và với bà tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, nếu như có được cơ hội thăng tín xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt đừng có chần chừ do dự để cho cơ hội rơi vào tay người khác. Quý nhân xuất hiện, phù trợ sẽ khiến cho mọi việc với bạn càng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý khi gia đình của bạn đang tồn tại một số vấn đề không thể xiêm nhẹ nếu vợ chồng có nhiều bất đồng, bất mãn, hai người không nên giấu nhau ở trong lòng mà cần phải nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với nhau ngay lập tức. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tiến triển thuận lợi dễ dàng đạt được mục tiêu tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thông minh tinh tế có khả năng hòa hợp tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thăng tiến ngay trước mắt tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải quyết đoán hơn chớ nên chần chừ do dự tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng có sự mâu thuẫn không nên giấu những suy nghĩ ở trong lòng về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 51, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vạn trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này làm cho những bạn làm nghề tự do có thể sẽ có được một khoản kha khá trong ngày hôm nay và đó có thể là chính thành quả lao động của bạn trong suốt thời gian vừa qua và sẽ trở thành động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai Và với bạn tuổi xỉu Bạn là người có bản tính ôn hòa, rộng rãi Giúp bạn nhận ra được sự yêu mến của nhiều người xung quanh Với bạn cũng có thể sẽ được người khuyên giới thiệu cho những cơ hội mới Bạn cần phải tranh thủ cơ hội này để gặt hái nhiều thành công hơn nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Bạn đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm tới cảm xúc của người ta. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tiền bạc đủ đầy, nhờ các công việc làm thêm. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài một cách nhanh chóng. Từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa được giới thiệu cho những cơ hội trị vọng. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nắm bắt được cơ hội để phát triển nhanh chóng hơn nữa. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hãy dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 30, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần, thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi dần đang có được cơ hội để khẳng định vị thế của bản thân mình. Bạn tuổi dần, bạn hoàn thành xuất sắc được những nhiệm vụ giao phó dù công việc ấy có khiến cho người ngoài cảm thấy hóc búa thậm chí là thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa tuy nhiên với bạn tuổi dần đừng có vội hài lòng với thực tại mà bạn cần phải tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào tài năng của mình vì vậy đừng có dậm chân tại chỗ để cho người khác có cơ hội vượt qua chính mình. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, ngày hôm nay là ngày tốt, thích hợp để cho bạn làm rất nhiều công việc, trừ những công việc như là động thổ hoặc là an táng. Nếu như bạn đã có kế hoạch xây dựng từ trước, thì bạn nên thực hiện ngay và không nên quá quan tâm tới những lời điều tiếng trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa khẳng định được tài năng và vị thế của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đặt ra những mục tiêu cao xa hơn trong tương lai tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đừng có nên vội hài lòng với thực tại tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước đó Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi, tử vi tuổi mão thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được tốt. Mối quan hệ giữa bạn và con cái sẽ trở nên căng thẳng hơn. Và với bà tuổi mão, bạn cảm thấy thất vọng vì con cái không đạt được như kỳ vọng của bản thân mình tuy nhiên bạn cũng hãy nghe những điều con trẻ thực sự mong muốn là gì cái đã bên cạnh đó với bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy cũng có những mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất được với nhau và với bạn tuổi mão đừng có luôn tự cho rằng là đúng à, đã đến lúc bạn nên mở lòng mình ra để tiếp thu những cái điều mà người ấy nói trước cái đã May mắn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỏ Cái đầu điều này sẽ giúp cho bà tuổi mão khẳng định được tài năng của mình trên các lĩnh vực như là sự nghiệp, đặc biệt là đối với những ai làm trong những lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, học thuật, kỹ thuật. Và với bà tuổi mão bạn làm việc nghiêm túc nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh và có được cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa hãy lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân mình. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có được cơ hội để phát triển hơn nữa trong tương lai. Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 55, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang có điểm báo sẽ gặp phải những trục trặc trong công việc do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương phá gây ra trong ngày hôm nay với bạn tuổi thìn đang có những kẻ tiểu nhân có thể tác oai tác quái khiến cho mọi người lầm tưởng về bạn và bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với những chuyện thị phi bất ngờ có thể xảy ra bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn bạn cần nhớ rằng mình không nên nóng nảy và đặc biệt là không nối năng thiếu cẩn trọng trong cái thời điểm này bạn cần phải tiếp tục tập trung để thực hiện nhiệm vụ của mình rồi mọi người sẽ nhận rõ ai là người phải ai là người trái bạn không cần phải lo lắng nếu như bạn luôn luôn làm những công việc quang minh chính đại và ngày thứ sáu này với bà tử thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp nửa kia của bạn là người có được sự thấu hiểu cho bạn bạn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng nhau thảo luận và tìm ra cách giải quyết sao cho thỏa đáng. Và với bà tuổi thìn, bạn cũng cần phải luôn nhớ rằng thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng càn. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận kéo là bị kẹt tiểu nhân hãm hại. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ trở nên nóng nảy, nối năng thiếu suy nghĩ. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nghiêm túc làm việc chứng minh giá trị của bản thân từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh mệnh kim tâm sự với nửa kia để cùng nhau tìm cách giải quyết những khó khăn từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy vợ chồng có được sự tháo hiểu tin tưởng lẫn nhau về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 15, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tủi tí, tủi thân, tủi tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ xem tử, tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên bà tuổi tỵ dễ gặp phải những rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Bà tị, bạn tuổi tỵ, bạn mệnh có thể sẽ phải chịu nhiều sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá bức xúc và cư sự thiếu đi lý trí và với bạn tuổi tỷ trong ngày thứ sáu này, bạn cần phải chứng minh cho mọi người thấy được sự trong sạch của mình bằng thái độ ngay thẳng và sự chăm chỉ trong công việc. Với những điều mà bạn đã đang và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh và chẳng ai có thể đặt những nghi ngờ vô lý lên đầu của bạn cả. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng hơn nữa, có tầm nhìn xa trông rộng hơn nữa. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có mối quan hệ rất tốt, hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay quan tâm, tâm sự với nhau từ những việc nhộ nhặt xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu cho nhau. Bạn biết rằng hai người sẽ luôn ở bên nhau mọi lúc một khó khăn. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên nghĩ tới việc trốn chạy hoặc là bỏ cuộc. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc chịu sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của đồng nghiệp. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy giữ thái độ ngay thẳng và làm việc chăm chỉ. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có mối quan hệ hòa hợp với nửa kia của mình. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi sửu, tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà Tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà Tuổi ngọ do chịu tác động của cục diện ngũ hành Từ tương hại cho nên bạn Tuổi ngọ thường xuyên to tiếng với mọi người vì bất cứ lý do gì kể cả là lớn hay là nhỏ điều này khiến cho bầu không khí ở nơi làm việc trở nên căng thẳng và mọi người luôn cảm thấy muốn tránh tiếp xúc với bạn nữa về với bạn tự ngỏ, tính thiếu kiên nhẫn còn khiến cho bạn dễ dàng gác lại những công việc khó khăn và bạn cần phải tự cổ vụ chính mình để tiếp tục bởi bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết dứt điểm được việc gì nếu như cứ bộ dựa công việc dựa chừng như vậy. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tử ngọ luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đấng sinh thành của mình nhất là trong cái thời điểm hiện tại dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian thăm thăm hoặc là gọi điện hội han cha mẹ mình vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ mất bình tĩnh sẵn sàng to tiếng với người khác tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thiếu đi tính kiên nhẫn trong những công việc khó khăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ bộ dở công việc giữa chừng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc quan tâm tới gia đình đặc biệt là cha mẹ mình Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 35, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất.

vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi và cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi đang quá mức tự tin trong ngày hôm nay chính vì vậy mà bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối bản mệnh cho rằng mình có tầm nhìn xa trông rộng hơn tất cả mọi người cho nên không muốn nghe theo những lời khuyên của bất cứ ai và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người nghe. Và khi muốn góp ý cho ai đó để tránh việc người nghe bị tổn thương, thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh lên án người khác một cách gay gắt. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác đôi khi thay đổi góc nhìn có thể bạn sẽ nhận ra rằng quan niệm của người khác cũng hoàn toàn là hợp lý Vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, quá mức tự tin, coi thường, coi mình là nhất. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, chú ý cách nói năng, chớ làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, thay đổi góc nhìn sẽ khiến cho vấn đề trở nên đơn giản hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 50, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hợi, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho những bạn đang quản độc thân nhận ra được nhiều sự chú ý của những người khác giới với bà tuổi thân bạn tính hài hước cởi mở sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Và đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng mối quan hệ, tìm ra ý chung nhân cho mình. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi than, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng bầu không khí hòa hợp cùng các thành viên trong nhà. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc giúp cho bạn luôn cảm thấy tin tưởng và yên tâm hơn trước khi mọi sóng gió của cuộc đời Ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cho nên, bạn có thể nhận được một khoản tiền lương hoặc là tiền thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên chi tiêu tiết kiệm chứ không nên tự thưởng cho bản thân mình một cách quá hoang phí như vậy. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên tạo cơ hội để người khác có cơ hội hiểu mình. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ bầu không khí gia đình có được sự hòa hợp. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được tiền lương tiền thượng kha khá trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên chi tiêu tiết kiệm tránh sử dụng tiền bạc quá hoang phí. Vài đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 71, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phụ trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tốt. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu xịu phù trợ cho nên bà tuổi Dậu có thể chinh phục được lòng tin của người khác nhờ những kinh nghiệm phong phú của mình với bạn tuổi dậu tài chỉ huy và có tầm nhìn xa trông rộng của bạn có thể giúp cho mọi người chinh phục được khó khăn hướng tới thành công. Tuy nhiên, á, vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi Dậu, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ hơn trước những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp. Bạn không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình chỉ vì muốn khẳng định vị thế của mình. Ngày này với ba tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dậu bạn gặp nhiều điều như ý trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy luôn hạnh phúc và càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu tình cảm đã chín mồi thì hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề hôn nhân nữa rồi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người. tử vi tuổi đinh giàu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng lãnh đạo. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng đưa ra quyết định vội vàng. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tuất Xiên tử vi cho thấy bà tuổi Tuất đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn Tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có điểm báo quá thẳng tắn trong cách nối năng dễ gây ra những phản ứng trái chiều với người nghe và mục đích của bạn dù có tốt đến đâu đi chăng nữa điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới nhân duyên của bạn trong công việc với bà tuổi Tuất cũng không nên đầu hàng ngay lập tức khi gặp phải những khó khăn nếu như bạn nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình bạn cũng đừng có ngại ngần xin sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm hơn mình và ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ giúp cho mọi việc với bạn được tiến triển một cách thuận lợi. Bạn mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được hướng tốt trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận phải phản ứng trái chiều từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước vài đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 66, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Tử vi tuổi hợi thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày có chính quan chiếu bệnh, và cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức ngày hôm nay. Và với bà tuổi hợi, bạn là người thông minh, lại có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, với bà tuổi hợi, đôi khi bạn nên cởi mở hơn nữa trong cách tư duy, đừng có tự biến mình thành một người bạo thủ và cứng nhắc. Và với bà tuổi hợi, dù cách làm nào cũng có những ưu điểm riêng của nó, đừng có vội vàng phủ nhận bất cứ điều gì khi chưa biết rõ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn và nửa kia lại không được in bình có thể tất cả những gì mà bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ quyết định bất cứ phán xét gì. vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế và tài năng của mình. tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có uy tín trong công việc tuy nhiên quản bảo thủ, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ hiểu lầm, mau thuận với nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy trò chuyện thẳng thắn trước khi đưa ra phán xét. và đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 48, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.